lý do cấm các nghệ sĩ hải ngoại biểu diễn ở Việt Nam. Bên cạnh hai giọng ca nổi tiếng Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, vợ chồng diễn viên Quang Minh Hồng Đào cùng ca sĩ Gia Huy, Mạnh Đình cũng bị xem xét không được biểu diễn tại Việt Nam. Trong ngày 31 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản lên Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị ngừng cấp phép biểu diễn ở Việt Nam với 6 nghệ sĩ kể trên. Ngoài ra, Sở đang thẩm định trường hợp hai ca sĩ Hoàng Anh Thư và Hà Thanh Xuân, xem hai gương mặt này là ca sĩ sống trong nước hay hải ngoại để có hướng đề nghị xử lý thích hợp. Trao đổi với phóng viên, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định lý do lớn nhất của việc đề nghị ngừng cấp phép biểu diễn là do các gương mặt nghệ sĩ nói trên đã xuất hiện trong đĩa hình mới nhất của Trung tâm Băng nhạc Asia, Mỹ để nói xấu bôi nhọ chính phủ nhà nước Việt Nam. Vì đại diện lãnh đạo Sở cho biết, vai trò và trách nhiệm của Sở là lập hội đồng thẩm định nội dung đĩa ASEAN mới nhất và gửi văn bản đề nghị lên Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thẩm quyền quyết định vấn đề sẽ do Cục và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa ra. Nhưng từ lâu, Cục và Bộ đều hiểu quan điểm của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật Việt Nam, dù trước đó họ đã được cấp phép biểu diễn trong nước, chúng tôi cũng sẽ không tiếp nhận giấy phép của họ trên địa bàn thành phố, ông Nam nói. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho phóng viên biết, Cục vẫn chưa nhận được văn bản từ Sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, ông Chương khẳng định những nghệ sĩ có hành vi chống đối lại lợi ích của đất nước thì Cục sẽ không cấp phép hoặc ngưng cấp phép cho biểu diễn ở Việt Nam. Hiện nay, nhà nước đã tạo điều kiện rất nhiều cho nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn theo đúng chính sách hòa hợp dân tộc và hội nhập quốc tế. Nhưng rất tiếc, có nhiều nghệ sĩ đã lạm dụng điều này để đi ngược lợi ích của dân tộc, ông Chương nói. Cục trưởng cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi ra, Cục sẽ xem xét và gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra quyết định cụ thể. Năm 2007, đôi vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh Hồng Đào về Việt Nam biểu diễn sau một thời gian dài xa quê. Dịp này, nữ diễn viên hài Hồng Đào chia sẻ với báo giới trong nước, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu luôn ý thức tình cảm khán giả là phần thưởng quý báu. Thấy mọi người còn nhớ đến mình, còn tay bắt mặt mừng, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác diễn như những ngày chưa ra đi, không đâu bằng quê mình. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, nữ danh ca hải ngoại Thanh Tuyền cũng có show diễn trong nước, chủ đề 50 năm cuộc đời và âm nhạc. Trước đó, nữ ca sĩ cho biết đây có thể là chương trình cuối cùng mà chị biểu diễn ở Việt Nam. Ca sĩ Tuấn Vũ cũng về thăm quê trong nhiều năm qua. Năm 2001, anh từng bị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không cho phép biểu diễn với lý do anh từng nghiện ma túy. Nhưng nhiều năm sau, khi luật lệ cởi mở và nới lỏng, nam danh ca hải ngoại được biểu diễn thường xuyên ở các phòng trà ca nhạc trong nước. Tháng 4 năm 2011, anh tổ chức đêm nhạc tri ân khán giả. Ca sĩ Mạnh Đình cũng đã về nước biểu diễn từ năm 2007. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, tôi dễ bị đột quỵ, 2 tháng qua bệnh không đi hát được. Về Việt Nam tham gia hoạt động từ thiện hôm 19 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ tâm sự thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, cũng như cách anh đối mặt trước loạt tin đồn tranh cãi tiêu cực kể từ khi Phi Nhung qua đời. Nghệ sĩ cho biết anh vốn sống khép kín nhưng hơn một năm qua vướng không ít tin đồn tiêu cực. Anh muốn giữ im lặng nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần phải lên tiếng phản bác. Chia sẻ về những tranh cãi của dư luận, Mạnh Quỳnh nói, tôi là nghệ sĩ, tôi đi hát. Có làm tổn hại đến ai đâu, nhưng người ta vẫn nói, vẫn chửi được. Những người đó vốn không thích tôi từ xưa, rồi họ cứ châm dầu vào lửa. Tôi đính chính gì bây giờ, nhưng cũng không im lặng mãi được. Sự im lặng như bong bóng, một ngày nào đó nổ tung, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần mình, nên đôi khi tôi cũng có phản bác lại. Nhưng tôi phản bác không phải dùng từ thô thiển như người ta nói với tôi. Người ta ghét tôi thì nói gì người ta vẫn cứ ghét, không thể thay đổi cách nghĩ của họ. Về tin đồn lăng xê, gặp gỡ nữ ca sĩ này, ca sĩ kia, thậm chí bị đồn ly hôn, Mạnh Quỳnh bức xúc. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc, tại sao nhiều người thêu dệt? Chuyện tôi hát với người này lăng xê ca sĩ kia đâu phải chuyện của họ. Bây giờ tôi cứ sống vô tư và âm thầm mọi thứ thôi. Mạnh Quỳnh nói bà xã là người thấu hiểu, không quan tâm tin đồn và cũng không bận tâm chuyện công việc của anh. Nghệ sĩ cho biết, dù buồn vì những lời thêu dệt, nhưng anh không để sự tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều. Đôi khi người ta không nhìn nhận cái tốt của mình mà cứ soi xét cái xấu nhiều hơn. 20 năm làm nghề, tôi vẫn sẽ sống như trước, là người như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn làm đúng lương tâm mình, không làm gì có lỗi với gia đình, mọi người xung quanh. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết thời gian qua anh về nước thường xuyên hơn để giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung. Tôi kết nối chương trình, dìu dắt mấy đứa nhỏ. Tôi làm theo cái tâm chứ không ai ép buộc. Tôi cũng không hứa trước, nhưng sẽ giúp trong khả năng cho phép. Tôi nghĩ Nhung sẽ an lòng khi ra đi mà vẫn có một người bạn tiếp nối tâm nguyện của cô ấy. Mạnh Quỳnh chia sẻ. Mạnh Quỳnh cho biết hơn một năm kể từ ngày người tình sân khấu qua đời, anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tiếc thương. Cuộc đời tôi ngày nào còn đi hát, còn nghe nhạc, còn nhìn những hình ảnh tôi và Phi Nhung trên YouTube hay ở đâu đó, thì tôi chưa nguôi ngoai được. Dù 5 năm, 10 năm cũng không thể quên được. Hơn một năm rồi tôi vẫn chưa tin là Phi Nhung đã ra đi. Trong lòng tôi, Phi Nhung lúc nào cũng bên cạnh. Ca sĩ tâm sự. Mạnh Quỳnh giải thích thêm, anh không từ chối hát với những giọng ca nữ khác, nhưng hạn chế vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung gắn bó cùng nhau hơn 20 năm. Những màn song ca trên sân khấu đã in sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do chính khiến tôi hạn chế kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Sau khi về Việt Nam hôm 18 tháng 10,
ca sĩ Mạnh Quỳnh bị ốm phải chuyển nước biển để hồi phục. Anh cho biết gần đây phải bay đi bay về nhiều nên luôn ý thức giữ gìn sức khỏe. Nam ca sĩ thừa nhận bước sang tuổi 50, điều duy nhất anh lo lắng là không đủ sức khỏe, nhìn các con lập gia đình. Qua tuổi 52 tôi bệnh rất nhiều, 2 tháng qua tôi bệnh và không đi hát được. Bác sĩ không cho tôi bay đường dài nhưng tôi vẫn lén đi vì đó là công việc. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm sao có đủ sức khỏe để lo cho hai con đến khi trưởng thành. Tôi bị mỡ máu cao nên dễ bị đột quỵ, thi thoảng tôi thấy trên mạng đồn tôi bị đột quỵ nhưng sắp thôi chứ chưa đến nỗi. Mạnh Quỳnh tiết lộ niềm vui cuộc sống hiện tại là đưa đón con đi học, đầu tư phòng thu tại nhà, nghĩ ý tưởng viết sách. Anh từng hứa với các con rằng 55 tuổi anh sẽ nghỉ hưu, nhưng tương lai ra sao vẫn chưa biết trước. Tôi hứa như vậy nhưng chỉ 50-50 thôi vì tùy thuộc vào sức khỏe. Đến 55 tuổi mà mình vẫn còn đứng hát được, khán giả còn yêu thương thì tại sao tôi lại nghỉ? Từ khi Phi Nhung ra đi, tôi cố gắng hát nhiều hơn để đáp đền tình cảm của khán giả. Mạnh Quỳnh nói. Ca sĩ Mạnh Quỳnh sinh năm 1971, là người Mỹ gốc Việt. Anh bắt đầu song ca cùng Phi Nhung từ cuối thập niên 90, trở thành cặp ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích thể loại nhạc trữ tình, quê hương với nhiều nhạc phẩm như Xa Người Yêu, Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Dù Anh Nghèo, Sầu Tím Thiệp Hồng, v.v. Thu Phương đã làm gì để bị tẩy chay đến vậy? Về Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên The Voice, nữ ca sĩ đã gặp không ít chông gai từ những mâu thuẫn với học trò, dù trước đó họ đều dành cho nhau những lời lẽ tình cảm. Khi ngoài 20 tuổi, Thu Phương đã trở thành gương mặt đắt xô đến mức gây tranh cãi ở miền Bắc. Khác với những giọng ca nổi danh bấy giờ là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tam Ca Ba A, tiếng hát Thu Phương chỉ được đánh giá là dễ nghe, dễ cảm, hợp thị hiếu đám đông nhưng không văn minh. Dẫu vậy, chất giọng trầm khàn và phong cách biểu diễn tự nhiên, lối dấn thân đầy bất chấp đã giúp nữ ca sĩ gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước ở thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam, thời kỳ làn sóng xanh. Tạo được dấu ấn trong âm nhạc, nhưng Thu Phương từng bị đồng nghiệp đánh giá là khó chơi. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thu Phương thừa nhận, ngay khi đã sang hải ngoại, cô vẫn hát một mình. Thu Phương chẳng ngần ngại đưa ra lời tuyên bố khi thấy tên mình đặt cạnh những cái tên cô vốn không ưa. Nếu có Phương thì sẽ không có họ. Đỉnh điểm vào năm 2005-2006, có tới 45 nghệ sĩ hải ngoại đã công khai viết thư chung kêu gọi tẩy chay Thu Phương. Sự việc này được báo chí đăng tải dồn dập, tạo nên làn sóng tranh luận đa chiều. Nguyên nhân chính được đưa ra mổ xẻ là chuyện Thu Phương kiên quyết theo con đường tự do, không chịu sự quản lý của bất cứ trung tâm âm nhạc nào. Ngoài ra, cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thu Phương với Huy MC và mối quan hệ mới với Dũng Taylor cũng khiến giọng ca dòng sông Lơ Đãng mất nhiều bạn bè, mối quan hệ tốt. Sau này khi Thu Phương bắt đầu có những hợp tác trở lại tại trung tâm Thúy Nga và Bằng Kiều, ly hôn với Gigi Phương Trinh, thì tình bạn giữa họ mới bắt đầu được hàn gắn sau rất nhiều năm không nhìn mặt nhau. Đến với Giọng Hát Việt năm 2015, Thu Phương lại tiếp tục khiến công chúng chú ý, soi xét về những lùm xùm chuyện hậu trường, mâu thuẫn với thí sinh, gia đình thí sinh nhiều hơn là trình độ chuyên môn, thẩm định ở một vị trí huấn luyện viên. Nếu ngay sau đêm chung kết, Thu Phương phải đối mặt với lời tố cáo ích kỷ, không quan tâm tới thí sinh từ gia đình ca nương Kiều Anh, thì sau đó ít lâu, các thí sinh như Kim Mi, Hải Yến cũng hé lộ nhiều thông tin động trời ở hậu trường cuộc thi. Theo đó, Thu Phương bị tố là người giả tạo, bề ngoài luôn tỏ ra thấu hiểu thí sinh, nhưng lời lẽ cách ứng xử lại thể hiện sự khinh thường. Kim Mi cũng tố nữ huấn luyện viên trước ống kính luôn tỏ ra thân thiết yêu thương học trò, nhưng ngay sau đó sẵn sàng nói xấu, gọi thí sinh bằng những danh từ xưng hô như con này con kia. Chưa kể Thu Phương cũng bị chỉ trích chỉ biết nói mà không làm khi hứa hẹn mời nhà tạo mẫu tóc và thiết kế thời trang từ Mỹ sang giúp đỡ thí sinh hoặc nuốt lời mời họ đi hát sau đêm chung kết. Xét một cách khách quan, ở góc độ truyền thông hay công chúng đều khó để hiểu được từng tận câu chuyện thâm cung bí sử giữa Thu Phương và các học trò, cũng như sự mâu thuẫn nảy ra khi hợp tác với nhau. Tuy nhiên, cách Thu Phương thể hiện suốt cuộc thi đã để lại những điều ngơ ngác cho số đông khán giả. Câu hỏi đặt ra, nếu Thu Phương là người công tâm, nhiệt tình thực sự, thì chắc chắn không dấy lên nhiều thắc mắc, hoài nghi từ học trò đến thế. Tất nhiên, những thí sinh tố Thu Phương cũng khó tránh khỏi sự chê trách của cộng đồng truyền thông, vì thái độ được cho là vô ơn, hỗn láo. Một số đồng nghiệp của Thu Phương như Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng chê trách thái độ của Kim Mi. Anh cho rằng nếu cư xử như thế thì chẳng ai dám làm việc với cô trong thời gian tới, và nếu là anh đã thẳng tay loại ngay từ vòng đối đầu. Nhiều người đặt ra câu hỏi các thí sinh thực sự muốn gì khi hành động như vậy. Chẳng phải chăng họ đang dùng chính tên tuổi Thu Phương để đấm bóng cho chính mình? Vì sao ở giai đoạn đầu cuộc thi, họ dành cho Thu Phương lời lẽ bày tỏ sự biết ơn, cảm động, còn sau đó thì như hắt nước đổ đi? Phía sau câu chuyện này ai là người đáng trách? Dù khó có thể kết luận so sánh như những rắc rối ấy, rõ ràng chỉ dừng lại ở đội của Thu Phương. Còn các huấn luyện viên và thí sinh đội khác vẫn khá hài hòa, tình cảm. Thế nên, kể cả đó là sự trả giá hay kém may mắn của Thu Phương, thì nữ ca sĩ cũng khó lòng trở lại sau ồn ào tranh cãi.
Thu Phương là một cá tính lạ. Lạ từ dáng vẻ, đường nét đến giọng hát trầm khàn, lạ đến cả sự im lặng cuối cùng mà cô dành cho chương trình giọng hát Việt. Duy một lần, Thu Phương chia sẻ tâm tình bằng nỗi chạnh lòng khi nghe câu hát. Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay. Nói gì thì nói, sau thời gian định cư ở nước ngoài, có lẽ cái lỗi lớn nhất từ những rắc rối của Thu Phương là không hình dung được câu chuyện về truyền thông thực tế đang được tổ chức ở nước nhà. Đôi khi quyền sinh quyền sát không phải ở ban giám khảo, huấn luyện viên, mà còn phụ thuộc vào đơn vị tổ chức, nhà tài trợ, tính giải trí. Thế nên sau những vụ bốc mẹ kiểu này, khán giả càng thêm hoang mang trước câu hỏi, đâu mới là bộ mặt thật của các game show? Những lời hay ý đẹp, nước mắt nụ cười mà người của công chúng dành cho nhau trên màn ảnh có đáng để tin?